Liễu ơi. Ủa má, ủa má mới xuống hả? Ôi trời ơi, sao má đi xuống, má không điện con với chồng con. Anh ơi, má xuống kìa anh ơi. Giờ đi hôm nay giờ chồng mày ra rước rồi, hai người sao mà đóng ba vậy? Ờ thôi. Má mới xuống rồi má. Ủa Trường An, nay lớn, trời ơi, nay lớn dữ vậy trời. Nó cao dữ lắm, nó nhanh cao dữ lắm, mới năm đó, năm ngoái nó cũng mới tới chữ dài, thỏng bên đây coi vậy. Vậy giờ nó cao hơn con luôn rồi. Lì dữ lắm. Thôi vô vô nhà, vô nhà, vô nhà. Rồi vô ngồi đi má, vô ngồi đi. Ủa gì ba xuống đây có gì không mà từ xuống độc ngột vậy? Trời ơi, xuống thăm vợ chồng đây rồi sẵn gửi Trường An đây luôn. Dạ. Ủa, gửi Trường An đây luôn hả? Để má nói rồi lì lắm. Lên chơi em hả? Lên chơi hả? Đâu có, má cho về ở với vợ chồng bay. Ờ, có gì giữ em giùm má nha. Ở chỗ lì quá trời lì rồi, ăn tối ngày hả, tụ năm tụ bảy đi chơi. Má nói hoài không có nghe, thôi má về cho anh hai mày giữ mày đi. Rồi má chảnh, má ở mình ơn nắng được rồi. Sao? Ủa sao không cho nó chảnh, nó hữu hỷ với má rồi. Tại hữu hỷ gì? Nên... Một ngày nó đi hả, 24 tiếng đồng hồ đi, 20 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ vậy ngủ. Hữu hỷ gì nữa. Nấu cơm thì nó cũng không ăn, nó cho về ở với anh hai chị hai đi. Chứ ở với tao tao tức chết. Nhà anh hai giờ sạch đẹp quá ha. Tại vì con với chồng con đi làm xuyên suốt, sợ em ở nhà nó buồn. Trời buồn đâu con ơi, nó không buồn đâu, cho nó ở nhà giữ nhà cho hai vợ chồng mày cũng được nha. Có gì má, chiều nay má đi về chảnh luôn. Tối đám cưới. Sao má không ở lại 2-3 ngày nữa hả về? Tối nay đi đám cưới rồi. Dạ. Sẵn xuống đây ở chơi vài ngày đi. Không có. Đi đám cưới. Của nhà cô Út mà. Nếu mà má má nói gì thì thôi để em nó đây cũng được. Dù gì có hai chồng cái nhà cũng bự. Đó đây chơi với hai chồng nè, chơi vui anh em có nhau. Còn má đi về chảnh, má đi đám cưới với lại má ở chảnh mình được rồi. Xíu vô em dọn cái phòng đi, còn phòng trong này nè. Dạ. Mà chú đây, chú nghe lời anh hai chị hai nha. Dạ. Ôi. Ông ơi. Gì vậy? Tôi ăn uống sao không dọn dẹp cái gì vậy? Tôi có ăn đâu. Ông ăn không lẽ tôi ăn? Mới đi ngoài đồng vô có ăn đâu. Ăn uống thì cũng mấy cái tô ăn không thì cũng bưng xuống dẹp cho người ta chứ chạy. Tao có ăn thì bà dẹp đi, đổ thừa tôi ăn, tôi mới đi ngoài ruộng vô ai biết gì đâu, đổ thừa tôi mới đi công chuyện về ăn đâu dẹp. Rồi ai ăn, bà không ăn, tôi không ăn, ai ăn? Ai biết, ở nhà có ma ăn á. Rồi, biết ai ăn này? Rồi, nó đâu tiêu rồi. Ủa, chị hai bây giờ hả? Ngồi xuống nói chuyện cái. Gì giờ này mày ngủ mới tức hả? Ừ. Rồi ăn uống sáng sao để một đống trên bàn vậy không biết dẹp hả? Có tay có chân không? À, đi ngủ xong rồi ra thức chuyện dẹp. Ngủ xong, mày ăn rồi mày không biết dẹp, mày ngủ xong rồi mới dẹp. Căng như bụng trùng như mát, để đó xíu ngủ xong. Mày ăn có cái tô mà mày đi rửa cái là mày dễ đạch đạch liền. Quên. Mày phải đi ngủ mới được, quên, nằm chơi trên bàn vậy đó quên. Chứ là thiệt luôn á, mày ăn gì mày biết rửa giùm tao cái đi, mày biết dọn dẹp người ta, mày giúp tao cái đi. Anh chị ở ngoài đồng đi ruộng về nó mệt mỏi rồi, mình dọn với mày nó mệt quá trời mệt này. Có cái tô cái chén làm gì thấy ghê trời. Làm gì thấy ghê, tao nói không đúng là gì? Thì để đó, em nói là từ từ em rửa cho, em không rửa không? Gấp cái đó này từ từ rửa. Từ từ mày thức xong rồi chị hai mày rửa rồi đó. Anh không có rửa. Thôi. Lỡ cái tô cái chén không em út thì nó không ăn, lỡ thì mai mốt rồi rút kinh nghiệm nè. Hai nay ăn bánh đi, chị mua bánh vậy nè. Tao ăn uống để ý giùm tao một cái. Nhiều. Ê, cái muỗng này sao mày không biết múc? Múc quen rồi. Mỹ mà ăn mày uống đi, biết lịch sự xíu mày. Muỗng kìa. Không biết lấy sao lấy cái muỗng múc mà gì. Bóc cái tay vô mày với mày ăn nữa. U no bụng trước thì tính chứ lịch sự lịch sàng mệt quá. Mỹ tao không biết mặt theo ai luôn á. Bóc quen rồi sao mà nói nhiều trời. Ý là anh hai cũng nói gì nè, là ăn uống về chỉ có đem cái muỗng ra rồi thì lấy cái muỗng múc cho lịch sự. Không thích bóc quen. Đây mày bóc bắt dài đây nha mày. Cái tính tình của tôi á là tôi ăn bóc quen rồi tôi không ăn muỗng được. Mà mày nói chị hai thì kiểu đó hả? Thì tôi nghĩ sao mà nói vậy thôi. Chị người ta hết nói lỗi rồi mà, nên em ăn đi. Đấy, còn mày ăn hết luôn đi. Không mày dám ăn nữa đâu. Không
má nói ngon á. Tôi không biết nói sao với nó luôn các bạn. Ăn kìa. Thôi 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 thôi. Tôi giải lo bà. Mà mệt các bạn ăn giọng thì bạn ăn đi. Mà tôi ăn hết à? Tôi no rồi. Nghe nè, chặt giùm em 2-3 bộ đồ ấy. Đó nghe là Trường nghe. Gì vậy? Chị ở Thiền Công ha. Nói gì? Hả? Em tên Trường An hay em tên Làm Biến vậy? Chị nói vậy là sao? Chị không nói sao chị á. Đồ bạn có 2-3 bộ thì tự giặt đi trời. Biết là 2-3 bộ mới nhờ bà giặt đó cho nó ít. Giặt giùm có 2-3 bộ đồ nó gì trời. Biết rằng là 2-3 bộ rồi nhưng mà giờ em lớn rồi, em tự lập rồi. Em tự tập cái tính tự lập đi. Nói nghe chị. Mẹ tôi ở nhà chưa nói tôi được như vậy nữa. Bà là cái thái gì mà bà dám nói chị với tôi như vậy? Hả? Chị không là cái thái gì hết trơn á, nhưng mà chị là chị dâu cực đi ra. Chị là chị dâu con, cưng. Tôi nhờ bà giặt giùm có 2-3 bộ đồ rồi mà nói gì? 2-3 bộ gì? Phải với em bận á, em nhờ, em biết cái có ăn miệng nói mà sao biết miệng, cái miệng không biết nhờ chị. Hả? Em nhờ nói chuyện đàng hoàng, ví dụ em nói, chị ơi em lỡ có 2-3 bộ đồ. Thì cái sẵn xe bông đó chị giặt giùm em. Nói câu đó phép lịch sự con người. Ra giặt rồi đó, cái bộ đồ giặt giùm coi ai giặt giùm. Hả? Ai làm giùm ai? Thì cũng có hỏi, cũng có kêu giặt đồ giùm. Trời ơi, tôi coi bà là chị dâu, tôi mới nhờ bà giặt đồ giùm đó. Chứ không thôi hả? Vậy gì có. Nói nghe nè, em muốn làm cha, làm ông nội hay làm gì á thì em về nhà em làm đi. Còn nhà là nhà của anh chị nha, chứ không phải là nhà của ba mẹ cưng. Nhà của anh chị. Rồi bây giờ tôi nhặt, tôi nhờ giặt giùm 2-3 bộ đồ là chửi tôi vậy đó hả? Không có ai chửi chân á, không có ai nói gì hết trơn á. Biết điều á thì còn ở đây, không biết điều thì em đi gì dẫn em ở đi. Ủa ý bà là sao? Ý vậy là sao? Thì chị nói vậy đó. Mẹ tôi đem về đây gửi cho anh hai tôi chứ không phải là gửi cho bà, nghe chưa? Rồi. Ờ chứ không phải là cái thái gì chị lên tiếng hết trơn á. Nhưng mà chị có là không thích gạt đọt. Là chị bà dục đồ tôi vậy? Bà làm cái gì? Thì chị làm gì đó. Bà làm gì kinh kênh, làm cái gì? Hả? Hỗn hào ghét quen. Rồi bây giờ bà giặt giùm không? Ê. Mày không phải ông nội tao nha. Mày em chồng tao chứ mày không có nội tao, muốn làm gì mày làm nha. Nhưng mà tôi nhờ bà giặt đồ giùm bà giặt không? Anh hai mày tao còn dặn một cái một chứ hạng mày nghe mày. Hỗn hào ghét quen hà. Ở nhà mẹ tôi chưa dám đối xử với tôi vậy. Thế bây giờ nhà mẹ mày sống. Làm thấy ghê được chứ. Mà được lắm. Bà đợi đó đi. Trời. Nó ăn nhở đậu còn không biết điều nữa. Làm cha, muốn làm cha về nhà làm. Ủa má mới về hả má? Thầy khỏi có má mẹ gì đây hết trơn á. Bởi tao nói hơn tao đó là tao hối hận khi tao cưới mày cho thằng Thống á. Ăn thôi. Dạ. Đi ra đây nói liệu. Rồi biết gì luôn. Sao? Hả? Cái nhà má ăn hiếp con á. Ăn hiếp con gì? Dạ. Gì không thật. Anh hai đâu mà sao anh hắn nói? Anh hai bên bả nào không. Bởi tao nói mày ngu lắm mày nha nha. Em của mày mà mày không có binh, em của mày mà không bảo vệ mà để cho người ngoài người dân mà nên nói trên đầu trên cổ nó vậy đó. Con nhờ, được nhờ bả giặt 2-3 bộ đồ, bả quýnh non luôn á mẹ. Đó. Cái gì? Ủa quýnh con luôn bà. Quýnh con luôn hả? Dạ, bà dục đồ con không mà. Bà thấy chưa? Má ơi là má. Mày có dạy vợ mày không? Ủa má, con lớn rồi mất kiến thức gì phải dạy con? Hả? Có tại có chung mất gì không dạy, dạy không? Hả? Má nên dạy là má dạy hồi con trai yêu dấu của má kìa, trai dài trai ngọc má kìa. Nói gì? Hả? Mày ăn ngang nó ngược cái quen tật hả? Má khỏi nó ăn gan nó ngược. Ha, má chưa biết, má cũng lớn rồi, má chưa biết đầu đuôi câu chuyện gì trơn á, má về má sáng. Về cái má hỏi này, ơi má về má hỏi là ừ sao này kia đồ. Má vô má làm nông đổng lên hả? Tao thổi còn hỏi mày. Trời ơi, thằng An nó điện nó kể tao nghe hết trơn rồi. Thì phải rồi. Nói gì là má tin, nói gì là má tin. Thứ làm biến nữa mà. Trời ơi là trời, tao gửi có mấy ngày à. Anh em cùng một mẹ đẻ ra mà đâu phải là người dưng nước lã đâu. Còn gửi về nữa nè. Con nói cho bọn trẻ nghe không? Chứ mày là thai đó mà mày không biết bảo vệ nữa đó. Tao tức mày đó. Nhưng mà má lớn mà mày đều. Cái đều cái gì? Vậy. Ở vũ gì ông sư lá gì vậy? Mẹ kìa. Nó mất dài à.
má khỏi càng chửi mắt dạy. Má cảm thấy má yêu quý con trai má thì má đem đi trả má sống đây. Cái tôi coi, mọi người nghĩ coi nè, tôi gửi con trai tôi về cho nó mà nó quý con trai tôi. Quý luôn hả? Chị dâu như có quần què người ta vậy đó. Má khỏi chửi chị dâu như có quần què ha. Thằng con trai má mắc nết. Có nói gì hả? Tao mẹ nè. Mày nói gì? Em nói chị Sáu nghe nè. Bây giờ về nhà em ở thì ok, em sẵn sàng nè ha. Em cho ở rồi ha. Là ăn uống em dọn cái tới nơi luôn ha. Ăn không biết dọn vô. Cái tô để thúi luôn. Phải không? Đem vô rửa giùm. Cũng lớn có tay có chân quẩy 18 tới đầu gần lấy vợ được rồi chứ ở gì. Cái đó sao mày không nói đàng hoàng nó đi? Hả? Mày chửi lên đầu lên cổ nó không chơi? Không lẽ bây giờ để nó lại bàn thờ sao mà quỳ lại nó không gì? Con nói là trời, con tao đẻ ra tao chưa chửi được tí nào. Tao chưa quýnh cây nào. Mà về đây nó chửi vậy đó. Bà nuôi con gì hả? Gặp tôi cũng ha, tôi cũng đâu rồi để yên đâu. Xong xuôi chưa hết đâu. Đồ giặt đó ha, nó bằng cái hai bộ à. Trời ơi, chị dâu mà. Chứ đâu có trách nhiệm mà mặc rồi hoặc giặt cái quần nhỏ chứ nữa. Trời đúng rồi. Sao vậy? Cái bà đồ nó không giặt đâu, nó quăng ha. Mày giặt quăng cho mình giặt á. Mày giặt cho con không được, không lẽ mày giặt cái đó không được? Nó phải là của nội con. Vợ chồng tao mà nội có gì được. Có hộ đúng mẹ, hộ đúng mẹ. Chứ ở với tao cũng giặt cho nó không chứ đâu. Ba là mẹ nó khác con này hả? Má ơi, má nuông chiều nó quá với này nó lừng đó. Hối hận tôi được cho về cho mày á. Là mày làm anh là mày nhu nhược lắm. Nhu nhược má đừng có câu nhu nhược ha. Nhu nhược cái gì? Trời ơi, bà bảo vệ được các em là miếng nhiều mỗi ngày binh. Mày biết hả? Chồng nước con dâu khác máu tanh lòng. Má khỏi nói câu thời giờ tháo tình lòng. Má thương con dâu con trai má qua thì mới đem về chở nó sống đi. Mày khỏi, mày bữa nay tao đem gì đến luôn rồi tao. Ê đuổi luôn cho con chở nữa. Đuổi con luôn. Nha trời, mày có quỳ lại tao cũng đưa về đó. Nó nghe nè, không cần quỳ lại đâu ha. Mà người ta cũng tự động xách đồ đi ra đi mới làm biết điều. Thôi, con ngủ nha, ngủ phòng máy lạnh. Một tháng nó không biết bao nhiêu tiền điện luôn ra ha. Bây giờ cầm cái đầu mót máy lạnh thì tắt mẹ đi không. Không tắt đâu, để từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối luôn. Vậy đó hả? Nói tới là đó, hồi đó tôi ở nhà với ba mẹ tôi á thì tôi muốn bắt gì tôi bắt. Thì về nhà ba mẹ sống đi. Ê bây giờ nó tốn nhiêu tiền mày nói tao, tao trả cho. Mày nói tao trả cho. Thôi mày tài xế nó dữ vậy. Xế. Không có quan trọng là cái gì là bao nhiêu tiền nhưng mà không biết điều. Đúng rồi. Đúng ha. Anh hai của nó nói mà nó còn cãi lên ở xuống nó chửi chửi. Con mắt quen rồi. Bà nội ơi, bà nuông chiều, bà muốn cái em đậu cổ bà ngồi. Con tao nó nuông chiều. Có kè chọn gì nữa. Đi vô chọn từ đi con. Mà có sai đâu. Nhưng mà chuyện trong nhà thôi, bà nói nhỏ từ từ thôi, bà la làng lên chứ vậy. Nhiều bà nể nó chảnh đi, đem đi về đây làm cái gì. Bà coi đúng không? Bà má nó vậy đó. Trời đất ơi. Thôi, con dâu mà có là phục vụ cho vợ, con phục vụ cho nó hả? Nó phải là ông Hoàng, ông này ông nọ đâu. Nó làm cô đội nó mà phục vụ cho nó. Bắt quá thì ok, sẵn dọn cơm, nấu cơm nước cho em Út ăn. Thì đó là chuyện bình thường. Còn lần này á, bưng ra tới chỗ cho nó ăn luôn, mà nó không bao giờ nó dẹp vô. Cái tô mà để lên móc luôn, nó không dẹp nữa. Nó con vợ bữa nay, con vợ mày bữa nay nó hổn tao, mày coi đi. Mày coi lại con vợ mày đi, mày giải lại con vợ mày, còn không tao mày đứng với tao má nha. Đúng giờ thằng em đó kìa. Tao làm đứng với tao má, tụi con tự nhiên tao không có bao giờ chứa chắc mày đâu. Má chưa biết gì chứ. Má muốn má đừng, má nói con hổn phải không? Má muốn con không hổn thì má xem xét lại cái tính cách ăn ở của nó và cái nết của má lại đi. Má nói vậy chưa? Nó nói lên đầu lên cổ tao vừa coi được cái gì? Hả? Mày con tao đó không? Chuyện nó quá trời nhỏ luôn, má xuống nó làm sùm lên trời đất vậy à. Không có chuyện gì mà xảy ra. Rồi bữa nay mày binh vợ mày coi như tao chưa. Tao không có đẻ đứa con như mày. Thôi má lẹ lên đi vậy má nè. Nó về chảnh gì con. Thôi kệ bà đi em ơi, kệ bà đi. Mà thấy má nuôi con cũng không có đều ha. Mà đẻ luôn không đều hả? Trời ơi, bà coi thằng lớn của bà thì cùng cực rồi. Bởi tao nói nghe. Tại sao? Em chồng biết điều thì dễ đi, gỡ với em chồng không biết điều ha. Là mệt dữ lắm mà. Nó chửi con nữa nè. Đậu rồi. Em chồng nó, em chồng không biết điều. Đang nhờ ở đậu nhà chị dâu mình không biết điều nữa. Trời ơi, mày nói chưa ăn nhờ ở đậu mày làm đòn gì nữa hả? Hả? Tao chỉ gửi có mấy ngày thôi. Má giác lên dễ nhìn con đi, con mệt quá trời mệt rồi. Mày từ đây mày khỏi tiêu tao bằng tiếng má nữa mày. Mày chạy đi về được rồi. Con nhỏ này nè. Mày ta mày đừng có giờ mày nói tao tiếng má nữa, đi về con. Tao đi ra dọn cái cà phê chứ. Trời ơi. Có nhiều đó, đông đổng. Coi như là tao hả? Hồi đó là tao để mướn cho nó đó. Quá trời cái mốt. Trời ơi. Gì? Con ra thì con kệ kệ đi em ơi, kệ đi, bỏ đi em ơi. Anh chạy qua anh coi má sao coi. Kệ coi má chị giờ chứ nữa. Coi má chị. Ủa dặn thì dặn chứ mình cũng hạn giờ con cái không chứ. Bảo là dù sao cũng là mẹ mà. Tại bảo bên con mới thôi. Thôi đi về nghe. Đi về nghe. Thứ em chồng mà không biết điều. Bởi tới đừng ở tốt chứ đừng ở chung với em chồng là vậy đó.